các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Khá là lùng là trong lúc các nền tảng livestream dường như đang muốn siết chặt kỷ luật nhằm hạn chế tối đa những màn khoe thân, hớ hên phản cảm tới từ các nữ streamer xinh đẹp muốn lợi dụng chiêu trò thì ở đâu đó vẫn có những cái tên đi ngược lại quy định này. Thậm chí một cách công khai đầy ngớ ngẩn. Điển hình như trường hợp của Baby66, một cô nàng streamer vốn nổi tiếng bởi sự nóng bỏng nhưng trong mức giới hạn của mình. Baby 66, cô nàng sư mờ xinh đẹp trong câu chuyện. Cô nàng sở hữu một nhan sắc và vóc dáng cực kỳ gợi cảm. Mặc dù sở hữu nhan sắc khá mặn mà cũng như vòng một gợi cảm, thế nhưng ngoài việc diện các bộ trang phục có phần hơi trễ nải. Khoe đôi gò bồng đảo thì nhìn chung thì cô nàng baby 66 khá, ngoan đạo, trong mỗi lần lên sóng. Chẳng mấy khi có những màn khoe thân gợi cảm hay làm nóng không khí bằng các chi tiết hớ hên. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà kênh livestream của cô nàng bỗng chốc bốc hơi, chỉ trong một nốt nhạc khiến khá nhiều fan phải cảm thấy hoang mang. Để rồi khi xem lại đoạn livestream cũ của Baby 66 thì tất cả mới hiểu được. Cô nàng streamer từng bị cấm kênh vì một hành động được coi là ngu ngốc của mình. Theo đó, trong lần lên sóng định mệnh ấy, vẫn mặc một bộ trang phục trẻ nải như thường lệ, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà nàng hot girl lại gây sốc hơn khi tự nhận với người xem rằng mình đang không mặc nội y. Tới đây thì cũng thôi, nhưng sau đó, lấy cớ chỉnh camera, nữ streamer này còn cố tình dí sát vòng một của mình vào màn hình và mang tới một cảnh tượng không thể nóng bỏng hơn cho người xem. Thậm chí, hành động sau đó của Baby 66 còn sốc hơn khi cô liên tục sóc trai nước, một hành động bị cho là khá nhạy cảm. Cô nàng streamer tự nhận không mặc áo ngực và cúi xuống, khoe dãnh sâu gợi cảm. Sau đó ép sát vòng một vào camera. Rồi liên tục sóc, lắc chai nước theo cách khá nhạy cảm. Tất nhiên, hình phạt là một án cấm kênh có thời hạn dành cho nữ streamer xinh đẹp. Tuy nhiên, những điều tồi tệ thường hay tới cùng lúc thì phải. Cụ thể, trong khi mà những chắc rối về việc lên sóng vẫn chưa qua thì mới đây nữ streamer xinh đẹp này lại bất ngờ bị phan đặt nghi vấn về việc đã phẫu thuật thẩm mỹ để có một nhan sắc mặn mà như hiện tại. Những hình ảnh được cho là trong quá khứ của cô nàng streamer trước khi thay đổi nhan sắc. Cận cảnh hơn thì là đây. Quả thật là có sự thay đổi rõ rệt, tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn không quá chỉ trích cô nàng này. Một số ý kiến còn cho rằng ngay cả trước khi phẫu thuật thay đổi nhan sắc thì nữ streamer này cũng đã có những đường nét tinh tế riêng trên gương mặt rồi. Không thể phủ nhận nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của cô nàng streamer ở thời điểm hiện tại nhưng đây cũng là một sản phẩm nhân tạo phần nào mà thôi ảnh internet